Một kỹ thuật massage xoa bóp đơn giản giúp bạn cải thiện tình trạng đau dây thần kinh tọa. Đây là một tình trạng rất là phổ biến với những người lớn tuổi, những người hay làm việc nhiều, ngồi nhiều chẳng hạn. Và để lâu dài thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng hơn, có thể là nguy cơ liên quan thoát vị hoặc là làm tê toàn bộ đôi chân của chúng ta. Vậy thì trong ngày hôm nay, huấn luyện viên Lưu Yến Linh sẽ chia sẻ đến các bạn một kỹ thuật để chúng ta có thể xoa bóp. Sử dụng kỹ thuật đơn giản này, mình sẽ áp dụng được cho những người thân yêu của mình. Hoặc nếu bạn nào huấn luyện viên, hãy áp dụng nó cho học viên của mình. Thực sự họ sẽ rất là thích và cải thiện tình trạng một cách tốt hơn sau những buổi tập đấy các bạn ạ. Và ngay bây giờ chúng ta thực hành bài tập này nhé. Sau đây sẽ là 5 kỹ thuật giúp cho chúng ta giảm tải cái đau của thắt lưng khi mà chúng ta bị đau dây thần kinh tọa nhé. Kỹ thuật đầu tiên này là chúng ta quan sát đây là phần cột sống, đây là phần thắt lưng của mình này. Thì mình hãy đặt hai ngón cái ở hai bên như thế này nhé. Chúng ta sẽ không nhấn vào phần xương, không nhấn vào phần thắt lưng, cột sống. Nhấn mạnh hai đầu ngón tay vào cơ, dọc hai bên thắt lưng, kéo xuống phần trên đỉnh mông này. Thì chúng ta miết sang hai bên. Rồi, lần thứ hai này, miết một lực thật mạnh. Chỉ vào cơ thôi, không vào xương nhé. Miết sang ngoài thì lực của chúng ta giảm dần. Khi chúng ta nhấn như thế này, sao cho người được massage có cảm giác lúc đầu nhấn hơi nặng, nặng một chút ở phần múi cơ. Sau khi chúng ta miết sang hai bên này, thì múi cơ của họ cảm giác nhẹ dần hơn và cảm thấy sảng khoái hơn. Rồi, chúng ta sẽ lặp lại như vậy, từ 8 cho đến 12 cho đến 16 vòng nhé. Rồi, kỹ thuật thứ hai này, chúng ta sẽ làm từng bên một nha. Ví dụ tay trái của chúng ta sẽ đặt áp phần lưng trái. Rồi, ngón tay phải này, đặt phần phía trên viền mông như thế này nhá. Chúng ta nhấn vào phần huyệt sâu này, nhưng không nhấn vào khớp xương nhá. Linh lưu nhắc lại để cho chúng ta không bị đặt nhầm vào khớp xương gây đau rát căng hơn. Miết một đường này. Rồi, lưu lên trên khoảng 1 phân rưỡi đến 2 phân, miết mạnh đường thứ hai. Nhớ vào cơ nha các bạn nhá. Chúng ta sẽ đi từ 5 cho đến 8 đường như vậy. Rồi, lên tận phần giữa lưng nha. Sẽ cách từ 1 phân rưỡi cho đến 2 phân nhé. Tiếp tục đổi bên như vậy này. Kỹ thuật thứ 3 này, vẫn là hai bên múi cơ vừa rồi chúng ta nhấn ấy. Chúng ta đặt ngón cái từ phía trên này, nhấn một điểm sâu rồi xoay 3 vòng. Sau đó đi dọc theo phần cột sống xuống dưới khoảng 1 phân rưỡi cho đến 2 phân này, xoay tròn tiếp lần 2, 3 vòng tròn nhé. Tiếp tục này, chúng ta xoay với một lực đều vừa đủ như vậy, xuống tới tận phần ngang đốt sống cụt nhé. Hay gọi là phần gần sát với đỉnh mông á. Rồi, xoay tròn. Tiếp tục kỹ thuật thứ 4 này, chúng ta sẽ nắm nhẹ các đầu ngón tay lại như thế này, lộ ra phần đầu khớp đầu tiên của 4 ngón tay. Chúng ta đặt cách phần đốt vừa rồi mình nhấn ấy, cách ra ngoài khoảng 2 phân, nhấn mạnh vào đây và xoay tròn này, 1 này, 2 này, 3 này. Chúng ta di chuyển tiếp xuống dưới khoảng 1 phân thôi, xoay tiếp. Rồi, ngón cái của mình đưa ra ngoài như thế này nhé, để không bị vướng. Và chúng ta vẫn có thể đo được đường đi của các đầu ngón tay, một đường thẳng, không lệch sang trái, cũng không lệch sang phải. Chúng ta sẽ đi đến qua phần xương hông nhá. Nhấn đầu ngón tay vào phần cơ mông trên là được. Tiếp tục đổi bên này. Xuống này. Di chuyển 1 phân 1 thôi nhá. Rồi. Chúng ta sẽ lặp lại như vậy. 3 cho đến 5 lần. Rồi, kỹ thuật thứ 5 này, vẫn là dùng đầu ngón tay cái của mình. Vừa rồi là mình sẽ đi hai đường thẳng đúng không nào? Một đường thẳng là ngay sát với phần xương sống, một đường thẳng cách ra ngoài khoảng 2 phân. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng ngón cái này, nhấn sâu vào điểm huyệt phía trong xương này, gần xương này. Rồi tiếp tục sang bên, nhấn sâu tiếp 3 đến 5 giây. Tiếp tục đi lui xuống dưới 2 phân nhưng điểm gần sát với xương sống. Rồi ra ngoài. Mình đã tác động trực tiếp vào các múi cơ nhé. Không tác động vào xương nha. Rồi, vẫn cách 2 phân như vậy. Đây là hai đường thẳng mà vừa rồi chúng ta tác động đấy.
Chúng ta nhấn điểm cuối cùng là ngay sát phần trên đỉnh mông nhé. Lặp lại như vậy từ 3 cho đến 5 vòng. Wow, một kỹ thuật rất là đơn giản nhưng mà lại hiệu quả trong việc là giải phóng toàn sự căng thẳng ở phần hông trở xuống đôi chân của chúng ta. Các bạn hãy áp dụng kỹ thuật này cho những người thân yêu của mình, họ sẽ vô cùng thích thú cũng như cải thiện sức khỏe của họ rất là nhiều hơn đấy. Và tất nhiên chúng ta biết được các kỹ thuật này thì chăm sóc anh xã hoặc chăm sóc bà xã thì đúng là mê mệt rồi đúng không? Và nếu các bạn là huấn luyện viên thì áp dụng nó đi, nó sẽ nâng cao thêm trình độ nghiệp vụ của bạn và giúp cho học viên chúng ta có nhiều trải nghiệm hơn. Cảm ơn huấn luyện viên Lưu Linh đã chia sẻ trong ngày hôm nay và hẹn gặp lại bạn trong những kỹ thuật massage xoa bóp tiếp theo nha.